Nhắc tới Angela Phương Trinh, khán giả vẫn thấy một nữ hoàng thảm đỏ, nữ hoàng sexy của showbiz Việt. Thời điểm trước, Angela Phương Trinh dường như không có đối thủ về độ gợi cảm táo bạo. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa, nên luôn lựa chọn những bộ đồ bắt mắt nhằm tôn lên vóc dáng của mình. Thế nhưng thời gian vừa qua, nữ diễn viên đã quyết định thay đổi phong cách khi ăn mặc kín đáo nhẹ nhàng hơn. Mặc dù vậy, Angela Phương Trinh vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì quá cuốn hút. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Angela Phương Trinh lại một lần nữa khiến nhiều người trầm trồ khi khoe nhan sắc rạng rỡ của bản thân. Mỹ nhân sinh năm 1995 diện trang phục kín đáo, nhã nhặn nhưng vẫn toát lên thần thái không phải dạng vừa đâu. Không còn những bức ảnh khoe thân nóng bỏng hay những bộ trang phục đốt mắt người nhìn như trước, bà mẹ nhí cũng trở nên nền nã hơn so với thời điểm trước. Diện bộ menswear nhưng Angela Phương Trinh vẫn không hề mất đi vẻ nữ tính của bản thân. Phải công nhận, dù giản dị và kín đáo, nhưng Angela Phương Trinh vẫn xinh hết sức. Khán giả thấy một Angela Phương Trinh ngày càng chỉnh chu và trưởng thành hơn. Cô cũng ít khi xuất hiện tại các sự kiện trong showbiz và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng hơn. Angela Phương Trinh quyết định rời xa những bon chen, thị phi của showbiz. Cô cho rằng mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian vô nghĩa. Đây là thời gian để cô làm nhiều điều có ích hơn và để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm. Những trang phục giờ đây cô diện cũng có phần kín đáo, nên nã và bình dị hơn xưa rất nhiều. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 7 tuổi, nhưng tên tuổi của Angela Phương Trinh mới bắt đầu gây được chú ý khi tham gia vào bộ phim như Mùi Ngò Gai, Bà Mẹ Nhí hay là Kính Vạn Hoa. Thời điểm đó, Phương Trinh sở hữu gương mặt khả ái, trong trẻo cùng lối diễn xuất tự nhiên. Sau này, cô bắt đầu lấn sân sang làm ca sĩ, người dẫn chương trình, người mẫu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Bếp News ngày hôm nay. Đừng quên like, share và nhấn subscribe cho kênh YouTube của Bếp TV để cập nhật những thông tin thú vị hơn nha. Xin chào!